Âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Bây giờ sẽ là lễ chào cờ của hai đội. Trên màn ảnh quý vị các bạn đang là đội hình thi đấu. Chúng ta có thể thấy những gương mặt xuất sắc nhất đều có mặt trong danh sách chính thức. Chúng ta hãy chờ đợi là ông huấn luyện viên nào sẽ ra tay trước. Và có thể là trận đấu này sẽ quyết định ở hai biên chăng? Rất có thể là như vậy. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Bắn vào. Pha bóng rất dũng mãnh. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Pha bắt bài rất tốt. Và đó là một đường chuyền hỏng. Rất khéo léo. Đó là đội tác giả Adrian. Tình huống nguy hiểm. Những pha đánh chặn rất tốt. Pha chặn bóng rất tốt. Phạm lỗi. Cú dứt điểm từ xa. Memphis Depay. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Wow! Tỷ số là 1-0. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực, một bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Và một bàn thắng để hướng đến một cơn mưa bàn thắng cũng rất có thể. Không khí trên các sân đợi. Một pha lên bóng như vũ bão. Không được. Torosidis. Pedro Keita. Đường truyền không chuẩn xác. Anh ta sẽ làm gì vào lúc này? Anh ta hoàn toàn có thể chọn một trong những đồng đội xung quanh anh ta để truyền. Pha xử lý rất thuần thục. Một quả phạt góc. Không hiểu. Bóng đã được phá lên. Trong những trận đấu mà khu vực 16m50 của đối phương đã bị bịt chặt, người ta trông chờ rất nhiều vào những pha dứt điểm từ xa. Trước chân nữa thì bóng đã đi vào lưới. Chính xác, ở tình huống này thì bóng đã trúng vào cột dọc. Rất nguy hiểm. Edin Dzeko. Thời gian đá bù giờ là 2 phút. Rất khéo léo. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Bây giờ thì 45 phút thi đấu. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vật thể bên này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Không thành công. Đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã gọi lại để nhắc nhở. Hai sự thay đổi liên tiếp. Không được. Ý đồ rất tốt. Caric. Chuyền vào. Không được. Và bắt bóng rất tốt.
Edin Dzeko. Một pha xử lý rất thoải mái. Rất bình tĩnh. Pha vào bóng rất thô. Ông trọng tài đã đọc tình huống. Trọng tài đã định cho họ hưởng các lợi thế, nhưng sau đó ông ta đã ra hiệu lệnh cho tạm dừng trận đấu. Và chúng ta đang đi đến những quyết định cuối cùng, đó là chiếc thẻ vàng. Át hẳn là cầu thủ này đang nghĩ đến một chiếc thẻ đỏ cơ. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thật may mắn cho anh ta đó chỉ là thẻ vàng. Không được. Marco Rojo. Tốc độ chơi của cả hai bên trong những phút vừa qua của hiệp 2 là nhanh hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Đưa bóng vào. Pedro Keita. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Đây rồi, bàn thắng đây rồi. Có nhiều khả năng bàn thắng vừa rồi sẽ làm cho trận đấu hay hơn. Còn hơn 10 phút nữa trận đấu sẽ khép lại. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Marco Rojo. Januzaj. Pha đi bóng tạo bình. Pha cản phá quyết liệt. Di chuyển ra biên. Rooney. Dứt điểm đây. Không được. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút, cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình. Trận đấu ngày hôm nay khép lại với tỷ số hòa.